Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt driver để sử dụng các sản phẩm của OHSTEM. Đầu tiên bạn vào trang ohstem.vn. Trang web của OHSTEM sẽ hiện ra và bạn sẽ kéo về phía cuối của trang web tìm mục cài đặt driver. Ấn vào mục cài đặt driver để chuyển sang trang hướng dẫn cài đặt driver. Ở trang hướng dẫn cài đặt driver này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt driver để sử dụng các sản phẩm của OHSTEM. Để tải file cài đặt, bạn hãy ấn vào tử tại đây. Tiến hành tải về file cài đặt. Sau khi đã tải xong file cài đặt thì bạn hãy ấn vào file cài đặt để tiến hành cài đặt driver. Ấn vào file cài đặt bên dưới để cài đặt driver CH340. Sẽ có một màn hình cài đặt hiện lên ở cửa sổ cài đặt. Bạn hãy ấn vào nút Install để cài đặt driver. Khi cài đặt thành công sẽ có một bảng thông báo hiện lên. Bạn ấn vào OK và tắt bảng cài đặt đi. Để kiểm tra rằng driver đã cài đặt thành công hay chưa, bạn vào trang web lập trình của OHSTEM là app.ohstem.vn. Trang web lập trình cung cấp các dạng lập trình của các thiết bị như Xbox và YOLOBIT. Ấn vào chọn YOLOBIT, chọn vào mục lập trình. Sẽ có hai dạng kết nối là USB và Bluetooth. Ấn vào biểu tượng USB và sẽ hiện lên cổng USB serial là đã cài đặt thành công. Lưu ý bạn phải cần kết nối YOLOBIT qua dây USB và cắm vào máy tính hoặc laptop. Chúc các bạn cài đặt thành công.